Em kính chào thầy cô, chào cả nhà. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Trọng Thăng. Em đến từ Yên Thế, Bắc Giang. Mã định danh của em là 2208 nhà 121. Em rất là biết ơn sự hiện diện của mình ở trong lớp học Mentor K04. Rất là trân trọng biết ơn thầy cô, thầy Trần Thanh Toàn đã dụng tâm chia sẻ những cái tri thức tuyệt quý. Hôm nay sau cái ngày học, sau buổi học số 23 ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023, em nhận được những cái bài học tâm đắc ngộ như sau. Hôm nay là thầy chia sẻ cái chuyên đề nguyên lý hoạt động của tiềm thức. Tiềm thức là gì? Là những gì mà nghe thấy nói biết được huân tập thông qua lớp tánh và lớp tình và được đưa vào tàng thức hay là tiềm thức. Hay là trong cái khu vườn tiềm thức đó thì sẽ có những cái cây đã trổ quả, có những cây thì chưa trổ quả, và có những kết quả, có những cây thì cho ra quả như ý, có những cái cây thì là cho ra quả bất như ý. Và tất cả những cái hạt ở trong cái khu vườn đó, nó chính là thức, là duyên, là quả. Mà tại sao nó lại trổ những kết quả bất như ý? Thì đó chính là cái trạng thái rung động điện từ nội tâm theo chiều hướng âm, thì nó sẽ trổ quả bất như ý. Khi mà trạng thái rung động điện từ nội tâm của chúng ta theo chiều hướng dương thì nó sẽ trổ quả như ý, còn là trạng thái rung động điện từ nội tâm và trạng thái cân bằng thì lại nó sẽ trổ quả không như ý và cũng không bất như ý. Như vậy em có thể hiểu rằng là khi mà chưa có tư duy ấy, thì quả của chúng ta, là kết quả của sống của chúng ta, nó là do tổng nghiệp quy định. Và khi mà chúng ta có tư duy thì quả hay là kết quả của sống của chúng ta vẫn là do tổng nghiệp quy định, nhưng chúng ta được chủ động lựa chọn, chủ động lựa chọn, chúng ta chủ động chăm sóc những cái hạt mầm, chăm bẵm tưới tẩm cho những cái hạt mầm như ý. Với cái tần số rung động, trạng thái rung động điện từ nội tâm theo chiều hướng dương, thì mình sẽ chủ động lựa chọn được cái tổng nghiệp của mình. Cái bài học số 2 em rất là thích, đó chính là cái từ uyên bác. Một con người muốn trở nên uyên bác thì cần phải biết hai cái biết. Biết mình biết gì và biết mình không biết gì. Từ việc biết mình không biết gì, cho nên mình nhận thức được điều đó, mình sẽ khởi tạo lên cái mong muốn để mình biết cái đó. Và thông qua việc tích cực học tập hàng ngày, tích cực quan tâm để bổ sung vào cái biết của mình. Cứ như vậy ngày lại ngày, biết mình không biết cái gì, để mình tìm hiểu, để mình quan tâm và mình học tập, mình biết cái điều đó, để đưa vào cái biết của mình, thì mình sẽ trở nên uyên bác. Đó là những cái bài học mà em nhận được sau cái buổi học của ngày hôm nay.
Trân trọng biết ơn thầy cô và cả nhà đã lắng nghe.